Phương Nguyên và Quốc Thắng xin kính chào quý khán giả. Mời quý khán giả cùng đến với chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ Sáu, ngày 3 tháng 5 năm 2024, chương trình có các nội dung đáng chú ý như sau. Họp mặt kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống Trung đoàn Bộ binh 932, 5 tháng 5 năm 1979, 5 tháng 5 năm 2024. Hai ngày đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học năm 2024, việc đăng ký của thí sinh tại Cần Thơ diễn ra thuận lợi. Với sự đầu tư mở rộng mạng lưới hệ thống đường ống kịp thời, đã nâng tỷ lệ hộ dân nông thôn ở Cần Thơ sử dụng nước sạch đạt 93%. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý khán giả, chiều nay Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu đã làm việc với Đảng ủy khối doanh nghiệp thành phố Cần Thơ về công tác thực hiện nghị quyết quý 1. Đồng chí Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã cùng dự. Trong quý 1, Đảng ủy khối doanh nghiệp đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo cấp ủy cơ sở triển khai quán triệt thực hiện kịp thời, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và hướng dẫn của cấp trên. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, người lao động. Trong quý, các cấp ủy đã kết nạp được 63 đảng viên, đạt gần 79% chỉ tiêu, nâng tổng số đảng viên lên 2.382 đảng viên sinh hoạt ở 52 tổ chức cơ sở đảng. Công tác kiểm tra giám sát, phòng chống tham nhũng, lãnh đạo các đoàn thể được quan tâm. Công tác lãnh đạo sản xuất kinh doanh được tăng cường, kịp thời tham mưu, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đảm bảo giữ vững nhịp độ sản xuất kinh doanh, đạt doanh thu ước hơn 10.000 tỷ đồng, đạt gần 24% kế hoạch. Tổng vốn huy động của các tổ chức tín dụng được 9.100 tỷ đồng. Tổng dư nợ ước đạt 11.400 tỷ đồng. Nợ xấu dưới 2% tổng dư nợ cho vay. Đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy khối doanh nghiệp thành phố Cần Thơ đạt được trong quý 1, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu lưu ý Đảng ủy khối doanh nghiệp tiếp tục rà soát các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ để có kế hoạch thực hiện đạt kết quả cao. Quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ đảng viên cấp cơ sở, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho cấp ủy cơ sở trong tổ chức sinh hoạt chi bộ, đảm bảo nội dung theo quy định. Đồng thời nắm chặt các doanh nghiệp trong các khu chế xuất và công nghiệp có quy mô lớn để xây dựng các tổ chức chính trị trong doanh nghiệp. Phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan trong quý 3, tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với các doanh nghiệp. Thưa quý vị, như tin chúng tôi đã đưa, sáng nay Đảng ủy Ban Chỉ huy Trung đoàn Bộ binh 932 đã long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống Trung đoàn 5 tháng 5 năm 1979, 5 tháng 5 năm 2024. Tham dự có Thiếu tướng Nguyễn Văn Tiền, Phó Tư lệnh Thiếu tướng Quỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy và đại diện các cơ quan quân khu 9, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ. Cách đây 45 năm, vào ngày 5 tháng 5 năm 1979, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 quyết định thành lập mỗi tỉnh một khung trung đoàn trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự để thực hiện nhiệm vụ cấp bách trong tình hình mới. Trung đoàn khung thường trực 932, nay là Trung đoàn Bộ binh 932, chính thức được thành lập. Trung đoàn có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cơ động thực hiện các nhiệm vụ khác. Trải qua 45 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, cán bộ chiến sĩ trung đoàn luôn nỗ lực phấn đấu, phát huy tốt tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Trung đoàn đã tiến bộ theo từng năm cho đến ngày hôm nay mà các đồng chí nhìn được cái cơ ngơi như thế này. Phải nói cái đóng góp rất lớn của Bộ Chỉ huy và các bộ chiến sĩ của trung đoàn. Nổi bật là công tác huấn luyện diễn tập hàng năm luôn hoàn thành 100% kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Huấn luyện chiến sĩ mới nhiều năm đạt loại giỏi. Đặc biệt khi đại dịch COVID-19 bùng phát năm 2021, cán bộ chiến sĩ trung đoàn đã cùng với các đơn vị của lực lượng vũ trang thành phố không ngại khó khăn, nguy hiểm, tích cực phối hợp với các lực lượng tuyến đầu của quân khu 9, thành phố, trực tiếp tham gia phục vụ các khu phong tỏa, khu cách ly y tế tập trung, bệnh viện dã chiến, vân vân. Trung đoàn của binh 932 trong thời gian vừa qua dưới cái sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Bộ Chỉ huy thành phố thì đó là trung đoàn cũng đã hoàn thành được cái nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó là nhiều năm liền trung đoàn là huấn luyện chiến sĩ mới đều đạt giỏi,
và huấn luyện các đối tượng khác đều đạt là nội dung khá giỏi. Công tác xây dựng chính quy cũng đã có nhiều cái tiến bộ, nhờ góp phần xây dựng đơn vị doanh trại sáng, xanh, sạch, đẹp. Trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng đơn vị tinh gọn mạnh, Đảng ủy, Ban chỉ huy trung đoàn tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu 9 và Đảng ủy Quân sự thành phố về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo. Tôi cũng như các lớp lớp cán bộ chiến sĩ ngày hôm nay luôn xác định là luôn kiên định mục tiêu con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội và quyết tâm phấn đấu rèn luyện về mọi mặt trong công tác quản lý và huấn luyện cho chiến sĩ. Bên cạnh đó, cán bộ cần phải thường xuyên trau dồi, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn kỹ thuật, cố gắng phấn đấu và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trung đoàn đó là tập trung là thứ nhất là phải quán triệt sâu sắc các mệnh lệnh chỉ thị, nghị quyết cấp trên về công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Vì trung đoàn nhiệm vụ trung tâm của trung đoàn là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, làm sao để nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, rồi chất lượng chính trị, rồi làm sao để cho cán bộ chiến sĩ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, rồi luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Với truyền thống vẻ vang, đoàn kết, kỷ cương, lập công, quyết thắng, trải qua 45 năm xây dựng trưởng thành, trung đoàn 5 lần được Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tặng cờ thi đua quyết thắng, 3 lần được Ủy ban Nhân dân tỉnh Cần Thơ, nay là thành phố Cần Thơ, tặng thưởng cờ dẫn đầu phong trào thi đua và nhiều bằng khen, giấy khen khác. Xin được tiếp tục chương trình thời sự. Thưa quý vị, sáng nay Bảo tàng Quân khu 9 tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề Chiến thắng Điện Biên Phủ, sức mạnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 7 tháng 5. Thiếu tướng Hồ Văn Thái, chính ủy Quân khu 9, Thiếu tướng Quách Văn Nhỏ, Phó Tư lệnh Quân khu 9, đại diện các sở ban ngành thành phố, đông đảo chiến sĩ và học sinh sinh viên tham dự. Triển lãm gồm 3 phần: phần 1, xây dựng thế trận lòng dân; phần 2, trận quyết chiến chiến lược; và phần 3, âm gian Điện Biên. Với 200 hình ảnh, tư liệu hiện vật, triển lãm giúp người xem hiểu hơn về ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ, khẳng định đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta và sự trưởng thành lớn mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Từ đó, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, kế thừa phát huy hào khí Điện Biên, viết tiếp trang sử hào hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Triển lãm mở cửa phục vụ khách tham quan từ ngày 3 tháng 5 đến hết tháng 6 năm nay. Hội thảo khoa học lần thứ nhất chủ đề thể lệ biên soạn và đề cương chi tiết bản thảo Nguyễn Văn Quá Cần Thơ đã vừa diễn ra vào sáng nay. Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ chủ trì hội thảo. Trong tập địa chí Cần Thơ có quyển địa lý và lịch sử Cần Thơ, quyển kinh tế và xã hội Cần Thơ và quyển văn hóa Cần Thơ là quyển thứ 3. Quyển này có hơn 10 chương với nội dung tổng quát văn hóa Cần Thơ, văn hóa vật chất như ẩm thực, trang phục, kiến trúc, đi lại, văn hóa tinh thần như tín ngưỡng, nghi lễ, văn học, nghệ thuật, văn hóa xã hội như báo chí, truyền thông và xuất bản. Quyển văn hóa Cần Thơ nằm trong địa chí Cần Thơ được biên soạn theo bộ quy chuẩn biên soạn địa chí quốc gia Việt Nam do Trường Đại học Quốc gia Hà Nội biên soạn. Phát biểu tổng kết hội thảo, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, ban tổ chức hội thảo ghi nhận, nghiên cứu và hoàn chỉnh đề cương bản thảo quyển văn hóa Cần Thơ, đảm bảo chặt chẽ, logic, đầy đủ nhất để đảm nhiệm công việc khá phức tạp và công phu này. Đòi hỏi từng thành viên nghiên cứu phải có sự tập trung, tinh thần đoàn kết, chia sẻ, kỹ lưỡng trong từng khâu thì mới bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả, kịp tiến độ. Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 được tổ chức vào các ngày 27 tháng 6 đến 29 tháng 6. Thời gian đăng ký dự thi của thí sinh từ ngày 2 đến ngày 10 tháng 5. Năm nay là năm thứ 3 Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức cho thí sinh là học sinh đang học lớp 12 đăng ký dự thi trực tuyến. Ghi nhận trong 2 ngày đầu ở thành phố Cần Thơ, việc đăng ký của thí sinh diễn ra thuận lợi. Năm học này, trường Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa, quận Cái Răng có 401 học sinh lớp 12 được chia thành 10 lớp. Thực hiện theo khung thời gian đăng ký thi chính thức, 2 ngày qua, học sinh của trường đã đăng ký dự thi thuận lợi, với trên 71% học sinh đã đăng ký. Thầy cô thì cũng đã cho chúng em đăng ký thi thử và những cái lưu ý mà chúng em cần phải tránh. Em đã đăng ký hoàn chỉnh và em thi tổ hợp xã hội. Bộ sẽ tổ chức đăng ký thông tin trực tuyến thì tạo rất là nhiều thuận lợi cho
học sinh cũng như là tổ nhập liệu. Thứ nhất là về phía thông tin của học sinh sẽ được nhập lên hệ thống nhanh chóng hơn, chính xác hơn và xác thực thông tin dễ dàng hơn và tiết kiệm được nhiều cái thời gian hơn so với mọi năm. Và về các cái chi phí in ấn các phiếu đăng ký dự thi cũng như là tiến hành viết phiếu của các em thì nó cũng dễ dàng hơn. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 từ ngày 2 tháng 5 đến ngày 10 tháng 5. Thí sinh đang học lớp 12 đăng ký dự thi trực tuyến. Tại các trường trung học phổ thông thành lập tổ công nghệ thông tin, giáo viên trong tổ phụ trách hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh đăng nhập, đăng ký dự thi, thực hiện các thủ tục xét tuyển đại học cao đẳng đúng quy định. Nhóm chúng tôi đó thì sẽ hướng dẫn các em thực hiện cái đăng ký dự thi, hỗ trợ học sinh ở những cái giai đoạn tiếp theo, đó là giai đoạn xét công nhận tốt nghiệp và giai đoạn nữa đó là đăng ký nguyện vọng để xét tuyển đại học, và cuối cùng đó là hỗ trợ các em, giúp đỡ các em để xác nhận nhập học trên cái trang web này. Thí sinh tự do đăng ký dự thi tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên thành phố Cần Thơ, số 1A đường Xuân Diết Nghệ Tỉnh, phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Trong thời gian đăng ký dự thi, trung tâm cũng thực hiện nhiều giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh. Hôm nay em đến đây để nộp hồ sơ đăng ký thi tốt nghiệp. Em chọn là tổ hợp khoa học tự nhiên và môn toán. Em định đăng ký vào ngành y của trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Hôm nay thì em được anh chị ở đây hướng dẫn ghi phiếu đăng ký rất là tận tình. Việc đăng ký thi cũng đã xong và hoàn tất. Em thấy rất là thuận lợi. Thành phố Cần Thơ năm nay có khoảng 12.000 học sinh lớp 12. Theo số liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, trong 2 ngày đầu đăng ký, có trên 7.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tình hình đăng ký, đường truyền ở các trường diễn ra thuận lợi. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết, do nắng nóng gay gắt, tiêu thụ điện cả nước và công suất đỉnh hệ thống điện đã đạt kỷ lục mới. Để chung tay góp phần đảm bảo cung cấp điện trong mùa hè nắng nóng năm 2024, EVN kêu gọi cộng đồng cùng chung tay thực hiện tiết kiệm điện. Tuần trước, tiêu thụ điện trung bình mỗi ngày đạt sản lượng gần 947 triệu kWh, cao hơn tuần trước đó khoảng 65,4 triệu kWh. Nhiều kỷ lục mới đã được thiết lập. Vào 13h30 ngày 27 tháng 4, nhu cầu công suất lớn nhất toàn quốc lên 47.670 MW, sản lượng tiêu thụ ngày 26 tháng 4 tới 994 triệu kWh. So với cùng kỳ năm ngoái, công suất lớn nhất hệ thống điện quốc gia tăng hơn 20%, riêng miền Bắc tăng gần 20%. Tính từ đầu năm đến nay, nhu cầu tiêu thụ điện toàn quốc tăng trưởng khoảng 11,2% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó miền Bắc tăng hơn 11%, miền Trung hơn 8% và miền Nam gần 12%. EVN khuyến cáo khách hàng triệt để sử dụng điện tiết kiệm, nhất là vào các giờ cao điểm tối từ 19 giờ đến 23 giờ. Quý khán giả thân mến, trong thời gian qua, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường thành phố Cần Thơ đã đầu tư mở rộng mạng lưới hệ thống đường ống kịp thời cung cấp nước sạch cho hàng trăm tuyến dân cư nằm sâu trong nội đồng tại các vùng ngoại thành của thành phố. 4 tháng đầu năm nay, thành phố Cần Thơ đã có thêm 2.500 hộ dân nông thôn được tiếp cận với nước sạch, nâng tổng số hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch lên đến 154.270 hộ, đạt 93%. Tuyến kênh Thầy Tám, ấp Thới Hòa, xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ có chiều dài khoảng 600 mét, nhưng chỉ có 6 hộ dân sinh sống. Do nằm sâu trong nội đồng, dân cư thưa thớt, lại là khu vực vùng ven, nên thời gian qua, những hộ dân này gặp rất nhiều khó khăn về điều kiện đi lại, điện thắp sáng và đặc biệt là nước sạch sinh hoạt. Chính vì vậy, khi được cung cấp nước sạch, chính quyền địa phương và bà con rất vui mừng, phấn khởi. Trong cái thời gian qua, thì về cái nguồn nước sạch để cho các cái hộ này sử dụng thì cũng còn rất là khó khăn. Đa số bà con chỉ sử dụng cái nguồn nước lắng lọc của cái tuyến kênh này thôi. Thì sau đây thì được cái từ tài trợ và hỗ trợ của địa phương cũng như cái trung tâm nước sạch của thành phố, hiện nay đã kéo được cái tuyến này cho bà con sử dụng. Thì cơ bản thì bà con rất là phấn khởi. Dân ở đây người ta rất là vui mừng. Nói chung là người nào cũng vậy, người ta cũng nói trời, từ ngày có nước tới giờ khỏe dữ lắm, khỏe luôn. Trước kia ở dưới này xài đó,
mỗi một lần mà tới mùa bơm nước xả xuống đây với lại tàu bè chạy nước nó cạn rất là dơ. Lên mặc dầu lóng phèn nhưng nó cũng đâu có hợp vệ sinh đâu. Trong những năm gần đây, nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân vùng nông thôn, ngành chức năng thành phố đã triển khai mở rộng gần 510 km hệ thống tuyến đường ống để cung cấp nước sạch cho 170 tuyến dân cư với 14.620 hộ. Nhờ vậy đã xóa được tình trạng dùng trắng về nước sạch tại các tuyến dân cư thưa thớt. Cái lúc mà đào ống là đã mừng rồi, còn bắt đầu có 2-3 ngày vậy đó bắt đầu giống nước sạch rồi cũng không ngủ được, mừng quá trời mừng. Chứ giờ nước mà ở dưới sông nó dơ quá đâu có ai chịu nổi. Có cây nước còn hơn nhà người ta cho cây vàng đó, nó mừng vậy đó. Hồi chưa có cây nước nó chưa dưới sông dơ giấy dữ lắm, mà nấu nước chín đồ không mà bây giờ khỏi nấu khỏi gì chân. Để gì rồi uống luôn, nấu canh nấu cơm ăn bình thường. Ai cũng mừng cho cả xóm mừng chứ không phải mình riêng tôi. Đây là nhu cầu bức xúc của bà con. Vì vậy là khi nhận được cái phản ánh từ cơ sở, từ chính quyền địa phương thì trung tâm nước là kịp thời là báo cáo sở nông nghiệp cũng như là triển khai phối hợp với địa phương, chính quyền địa phương tổ chức họp dân rồi thông qua các cái biện pháp thi công phối hợp về quá trình triển khai nhanh nhất để làm sao để bà con có cái nguồn nước sạch đáp ứng cái nhu cầu mà bà con mong mỏi bấy lâu nay. Theo thống kê, hiện tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch trên địa bàn thành phố là 93%, tương đương với 154.270 hộ, tăng 1,5% so với thời điểm cuối năm 2023. Riêng từ đầu năm đến nay, số hộ dân nông thôn được tiếp cận nước sạch tăng thêm khoảng 2.500 hộ. Đây được xem là nỗ lực đáng ghi nhận của chính quyền và ngành chức năng thành phố trong việc đầu tư nâng cấp rộng mạng lưới tuyến đường ống nước phục vụ nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt cho người dân khu nông thôn, nhất là trong thời điểm khô hạn như hiện nay. Chương trình xin tiếp tục với thông tin. Chiều nay, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn may xuất khẩu Diệt Thành, công ty chế biến xuất nhập khẩu miền Tây Westfood. Theo đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn may xuất khẩu Diệt Thành, vẫn còn khó khăn chung trong ngành dệt may. Tuy nhiên, công ty đang cố gắng duy trì hoạt động để chăm lo cho 650 lao động. Trong quý 1, doanh thu xuất khẩu của công ty đạt 6 triệu đô la Mỹ. Còn đại diện Westfood cho biết, doanh số lợi nhuận 4 tháng đầu năm đạt như kỳ vọng. Hiện công nhân phải làm việc tăng ca để kịp các đơn hàng. Công ty hiện còn khoảng 500 lao động với thu nhập bình quân từ 7 đến 10 triệu đồng một tháng. Hai doanh nghiệp kiến nghị chính quyền thành phố thực hiện tốt các giải pháp giúp ổn định kinh tế xã hội, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu. Chính quyền cần tiếp tục đẩy mạnh các chương trình kết nối, xúc tiến đầu tư, kết nối mở rộng đường bay quốc tế, triển khai nhanh các dự án xây dựng hạ tầng phát triển đô thị. Sở Công Thương Cần Thơ chia sẻ những khó khăn và động viên các doanh nghiệp tìm giải pháp trong xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, đồng thời cam kết đồng hành tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động và xuất khẩu. Cục An toàn Thông tin thuộc Bộ Thông tin Truyền thông đã công bố danh sách 20 website giả mạo cơ quan nhà nước, ngân hàng, khuyến nghị người dân nâng cao cảnh giác tránh bị đánh cắp thông tin tài sản. Khi truy cập vào trang web giả mạo này, người dùng bị dụ cài đặt ứng dụng có chứa mã độc. Ứng dụng sẽ cho phép đối tượng lừa đảo chiếm quyền điều khiển điện thoại của người dùng, từ đó đánh cắp thông tin tài sản. Tính đến quý 1 năm 2024, Cục An toàn Thông tin đã chủ động ngăn chặn hơn 10.000 tên miền độc hại, trong đó có hơn 2.700 tên miền lừa đảo trực tuyến. Thưa quý vị, theo cam kết với Ngân hàng Thế giới WB, thì đến ngày 30 tháng 6 tới đây sẽ hoàn tất các gói thầu trong dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị dự án 3 do Ban Quản lý Dự án ODA thành phố làm chủ đầu tư. Và khi dự án 3 hoàn thành, sẽ góp phần mang lại diện mạo mới cho đô thị, bảo vệ vùng lõi trung tâm thành phố Cần Thơ trước tình hình triều cường dâng cao hàng năm. Đây cũng là cơ sở để WB tiếp tục triển khai dự án mới trên địa bàn thành phố. 32 tuyến đường nội ô với trên 50 km đã được thay áo mới, kết hợp cải tạo lại hệ thống cống thoát nước đã làm cho bộ mặt thành phố khang trang hơn. Trong đó, hệ thống các âu thuyền, hàng bàn và cái khế cùng hai trạm bơm đã bắt đầu phát huy tác dụng. Nhà thầu đã hoàn thành các cái công tác xây dựng chính, công tác về cơ khí, thiết bị và điện thì cơ bản đã hoàn thành, đã hạ trạm, đã kéo đường dây và đã lắp hoàn thành các thiết bị. Hiện tại thì đang đợi thủ tục nghiệm thu trạm biến áp để phù hợp với cái tiêu chuẩn điện lực hiện hành để được đấu nối vận hành chạy thử.
hệ thống đường giao thông kết nối với các trục ngang, trục dọc trong thành phố thông qua các tuyến như Hoàng Quốc Việt, đường nối Cách Mạng tháng 8 đến đường tỉnh 918, nối liền hai quốc lộ 91 và 91B đã được thông xe. Và gần đây nhất là sự kiện cầu Trần Quang Na được thông xe vào dịp lễ 30 tháng 4 vừa qua. Các công trình này đã mang lại niềm vui lớn cho người dân. Sau khi mà cái dự án ODA cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn của phường Nhân An, thì riêng bản thân tôi cảm thấy là rất là hài lòng, bởi vì sạch sẽ mà khang trang, người dân đi lại rất là dễ dàng. Tôi tâm đắc nhất là cái ao thuyền. Ao thuyền vừa rồi nó cũng có làm rồi, thì bây giờ mình sử dụng nó thì thấy nó có rất là hiệu quả. Thì với góc độ người dân, tôi mong muốn là coi như là chính quyền địa phương thật sự quan tâm nữa để làm sao thì giờ như cái, ở cái phường cái khế tôi, riêng cái chỗ tôi ở là khu vực mẫu đó, là bây giờ tất cả các hẻm đều năng lượng, đều năng hết. Bây giờ mưa trong hẻm tôi rất là thông thoáng, không bị ngập nữa. Dự án 3 do Ban Quản lý Dự án ODA thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư gần 9.200 tỷ đồng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới. Dự án này có 58 gói thầu được triển khai trên địa bàn quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy. Cơ bản các gói thầu đã hoàn thành, góp phần thay đổi bộ mặt thành phố, chỉnh trang đô thị, kết nối hạ tầng giao thông và ứng phó với biến đổi khí hậu. Phát huy hiệu quả từ dự án 3, dự án 4 sẽ được Ngân hàng Thế giới tiếp tục quan tâm và dự kiến sẽ triển khai trong thời gian tới. Đối với dự án này thì thành phố đang là có cái chương trình làm việc với phía nhà tài trợ, là hiện nay là mở rộng tập trung về cái công tác thích ứng đô thị ở vùng lõi của trung tâm quận Bình Thủy và kể cả là một số hạng mục còn lại của cái trung tâm quận Ninh Kiều để kết nối giao thông liên suốt giữa quận Bình Thủy và quận Ninh Kiều và kể cả Thới Lai, Cờ Đỏ. Thì theo phía nhà tài trợ thì dự kiến thì sau khi kết thúc dự án 3 thì nhà tài trợ sẽ tiếp tục sẽ làm việc với thành phố Cần Thơ về cái chủ trương cho những cái công việc mới tiếp theo. Với sự chuẩn bị này, dự án 4 với mục đích phát triển thành phố và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị được triển khai chủ yếu trên địa bàn quận Bình Thủy và một phần của quận Ninh Kiều sẽ được thực hiện thuận lợi hơn. Và thân mến, trong các ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 năm nay, Cần Thơ đón khoảng 285.000 lượt du khách đến tham quan nghỉ dưỡng, trong đó thì khách lưu trú ước khoảng 93.000 lượt. Đây được xem là một trong những kỳ nghỉ lễ thu hút một lượng lớn du khách đến với đất Tây Đô do số ngày nghỉ nhiều cùng với các điều kiện hấp dẫn khác liên quan đến sản phẩm du lịch hiện có. Bến tàu du lịch Ninh Kiều sáng ngày 27 tháng 4, ngày thứ hai trong chuỗi 5 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 năm 2024. Tại đây, theo ghi nhận, lượng khách du lịch tăng lên đáng kể so với ngày thường. Trong đó có rất đông du khách đến từ Hà Nội, các tỉnh thành phía Bắc, miền Trung và khu vực Đông Nam Bộ. Lần đầu tiên là tụi em đoàn từ Ninh Thuận đến tới vùng đất Tây Đô của Cần Thơ. Một cảm giác rất là tuyệt vời. Có thể có dịp lần thứ hai ghi tới nữa. Thấy cái gì cũng ok hết. Ok. Nói chung là thấy nước cũng đẹp, rồi người cũng tiếp đón, rồi thấy cũng nhẹ nhàng, dễ thương. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, trong 5 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 năm nay, thành phố Cần Thơ đón khoảng 285.000 lượt khách đến tham quan và nghỉ dưỡng. Trong đó khách lưu trú khoảng 93.000 lượt, tổng doanh thu du lịch ước đạt khoảng 315 tỷ đồng. Các resort, khu nghỉ dưỡng, khách sạn trên địa bàn đều có tỷ lệ khách đặt phòng từ 80 đến trên 90% công suất. Để phục vụ nhu cầu tham quan nghỉ dưỡng của du khách, các điểm kinh doanh hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố đều có sự chuẩn bị khá chu đáo về sản phẩm cũng như các điều kiện liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm mang đến sự trải nghiệm tuyệt vời nhất cho du khách gần xa. Thì qua 5 ngày nghỉ lễ vừa qua thì làng du lịch Vĩnh Khánh đón khoảng cỡ gần 30.000 lượt khách. Thì với cái lượng khách năm nay thì với một kỳ nghỉ lễ dài như vậy á thì chúng tôi ghi nhận là tăng trưởng khoảng cỡ 10-15% so với lại cùng kỳ. Bên cạnh đó thì những cái dịch vụ như là khu resort nghỉ dưỡng thì full khách
đạt công suất từ trên 90%. Cái thứ nhất là khu vui chơi thoải mái và sinh hoạt rất là vui, nhiều cái bối cảnh để đây thỏa thích vui chơi. Cái không gian nó rất là thoáng và dễ chịu, mọi người rất là nhiệt tình, đặc biệt là nhân viên. Với lại là về cái phần dịch vụ, mọi người lễ tân hỗ trợ rất là nhanh. Đây là lần thứ hai em đến Cần Thơ, thì cái khu vui chơi này là lần đầu tiên em đến. À, cũng là nơi em thấy rất là thú vị, tại cũng có nhiều cái giống như là đồ ăn, mà cái khu đồ ăn mà ẩm thực miền Tây á. Rồi cái trò chơi này cũng lạ lắm, cho mấy đứa nhóc nhà em nó rất là thích. Trong thời gian nghỉ lễ, thành phố cũng đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, ngày quốc tế lao động 1 tháng 5, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, phục vụ cho nhân dân và du khách tham quan thưởng thức. Với sự chuẩn bị chu đáo cùng những sản phẩm du lịch hấp dẫn, Cần Thơ ngày càng khẳng định là điểm đến số 1 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.